xác định là dịch còn tồn tại lâu dài, chúng ta phải sống trong điều kiện có dịch. Do vậy cái chuyện mà chúng ta phải thay đổi hành vi của mình để phù hợp với cái điều kiện có dịch để chúng ta an toàn trong cái điều kiện có dịch, thì đây là một việc rất cần thiết. Cho nên là việc tuân thủ các quy định nó phải trở thành một cái ý thức tự giác, và mọi người cũng phải thực hành để làm sao chúng ta an toàn cho chính mình và tham gia vào các hành trình cũng như các hoạt động an toàn. Và an toàn tức là chúng ta phải tổ chức các sinh hoạt của mình, các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Dịch là sẽ còn diễn biến tiếp, và chúng ta phải chuẩn bị các điều kiện an toàn cho các cái lĩnh vực, các cái hoạt động, ví dụ như là người an toàn, hành trình an toàn, điểm đến, điểm hoạt động an toàn. Nó có những cái bộ tiêu chí như thế. Và như vậy thì người tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hay sản xuất kinh doanh thì cũng phải đảm bảo các cái tiêu chí an toàn đó.